Trong tuần qua, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về những vấn đề kinh tế xã hội trong nửa đầu năm 2022. Việc xăng dầu tăng giá mạnh vượt mức 31.000 đồng một lít được nhiều đại biểu quan tâm. Các đại biểu cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên xem xét tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm hoặc bỏ hẳn thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để tránh xăng dầu tăng quá cao khiến lạm phát tăng mạnh. Bốn tháng đầu năm, giá xăng dầu trong nước đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 2,1%, riêng tháng 4 tăng 2,09% so với cuối năm 2021, gần gấp 2 lần cùng kỳ các năm 2018 đến năm 2021, tạo sức ép lạm phát vào những tháng cuối năm. Vì vậy, tôi kính đề nghị Chính phủ cân nhắc đánh giá sát tình hình, đưa ra các chính sách kiểm soát chặt và ổn định giá xăng dầu. Bên cạnh đó, cần công khai minh bạch việc quản lý điều tiết giá cả như xăng dầu, vật tư nông nghiệp, y tế, sách giáo khoa để cử tri và nhân dân được biết và chia sẻ. Quốc hội và Chính phủ cũng nên tiếp tục xem xét việc giảm thuế đối với xăng dầu nhằm kiểm soát giá mặt hàng này không vượt ngưỡng cao để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cuộc sống của người dân. Nghiên cứu tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt, kiềm chế giá xăng dầu là yếu tố quan trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nên cần khẩn trương thực hiện linh hoạt, hiệu quả, bởi giá xăng dầu tăng ở mức cao sẽ gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế, làm giảm hiệu quả của chính sách tài khoá và tiền tệ. Chính phủ nên sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng, và trong đó mặt hàng quan trọng nhất là mặt hàng xăng dầu. Vì để giá xăng dầu tăng cao sẽ dẫn đến domino các mặt hàng giá cả khác. Hỗ trợ giảm các chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giữ giá bán hàng hóa, tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát giá, chống đầu cơ, chống các hành vi té nước thêm mưa và khuyến nghị các chương trình bình ổn giá tại các địa phương, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Kiểm soát hạ giá các dịch vụ công như xăng, dầu, điện, nước. Nếu giá xăng, dầu tiếp tục tăng, sẽ tác động không nhỏ tới tình hình lạm phát của Việt Nam trong thời gian tới. Thế nên, chính sách kiềm chế giá nhiên liệu đầu vào phải tiếp tục được áp dụng. Về lâu dài, tính toán để giảm một số khoản thuế, phí trong giá thành xăng dầu để giảm nguy cơ lạm phát do tác động từ bên ngoài, khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm phụ thuộc nhập khẩu, chủ động hơn trong phần nguyên liệu đầu vào để giảm nguy cơ lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, gói tín dụng và việc cam kết duy trì đầu ra, thực hiện các hợp đồng, thuê lao động bền vững hơn cũng nên đi kèm với những yêu cầu điều kiện cụ thể về trách nhiệm để doanh nghiệp tham gia bình ổn giá. Có như thế, việc kiểm soát lạm phát mới có thể trụ vững trong bối cảnh bất ổn như hiện nay. Theo tính toán thì cứ 1% tăng trong chi phí nguyên vật liệu thì sản phẩm đầu ra là tăng 2,06%, làm ảnh hưởng tới giá thành sản xuất, giảm tính cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời tạo áp lực đến chi phí sinh hoạt của người dân. Do đó, chính sách ổn định giá cả trong thời gian tới nên được thiết kế theo hướng giảm tối đa chi phí trung gian cho nền kinh tế, trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, chính sách tài khoá nên tiếp tục xem xét miễn giảm giãn thuế. Cử tri phản ánh nhiều về việc giá cả sinh hoạt gia tăng liên tục và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình. Giá vật liệu đầu vào của sản xuất nông nghiệp cũng tăng, nhất là phân bón. Giá xăng và nguyên vật liệu đầu vào của hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều tăng, làm ảnh hưởng đến triển khai nhiều công trình lớn, ảnh hưởng đến hoạt động nhiều doanh nghiệp. Số liệu thống kê cũng cho thấy các chỉ số giá tiêu dùng gia tăng ở nhiều lĩnh vực sẽ có những tác động đến đời sống của người dân. Đề nghị Chính phủ có giải pháp điều chỉnh giá đối với các mặt hàng trên để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao mức sống của người dân. Xăng tăng, gì cũng tăng, tình trạng giá cả hàng hóa té nước theo mưa đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân lao động trở nên lao đao. Đặc biệt là với sinh viên phải trọ học ở các thành phố lớn, đối mặt với đủ thứ chi tiêu thì việc tính toán làm sao để cuối tháng không bị rỗng túi quả là một bài toán khó vào lúc này.
chạy Grab kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, với tình hình giá xăng tăng cao như hiện nay, thì khoản tiền kiếm được cũng chỉ bằng 60% so với trước. Và trong cơn bão giá, để có thêm nguồn thu, anh Tâm buộc phải duy trì hai công việc cùng lúc. Trong cái tình hình xăng dầu giá tăng như hiện nay ấy, thì cái việc mà chạy Grab của mình ấy, thì vẫn không bảo đảm được cái cuộc sống của mình, nên là mình cũng phải kết hợp làm thêm các công việc khác nữa. Có những ngày nghỉ, ví dụ như thứ bảy chủ nhật thì mình còn phải làm cả ngày luôn. Bình thường thì ví dụ như mình học buổi sáng thì mình có thể làm buổi chiều hoặc ngược lại. Còn đối với thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ thì mình sẽ duy trì công việc làm thêm cả ngày. Không chỉ xăng tăng mà giá ga cũng tăng gần gấp đôi so với trước, lên đến gần 500.000 đồng một bình. Bởi vậy đến nay, chi phí ga đã chiếm 1/4 khoản chi tiêu trong tháng của Ngân. Và nếu không có sự tính toán phù hợp với các loại chi phí ngay từ đầu tháng, thì cuối tháng Ngân sẽ rất khó khăn trong việc chi tiêu. Phải có những cái giải pháp để mà hạn chế việc sử dụng ga lại. Và mình đã quyết định sử dụng bếp điện hoặc là bằng những cái đồ dùng điện. Như ví dụ như mình muốn nấu nướng các thứ mà sử dụng đến ga thì mình sẽ đặt bình siêu tốc. Thời gian vừa rồi thì mình cũng gặp hơi khó khăn một chút về mặt tài chính. Đợt đấy thì mình cũng tiêu hơi bị quá so với cái dự định trong một tháng. Thì cái thời gian đấy mình đã phải mua mì tôm và ăn trong vòng một tuần. Còn đối với bạn học sinh này, nếu như trước đây 100.000 đã có thể mua đầy đủ thức ăn cho 3 bữa, thì nay cũng chỉ được hơn 2 bữa. Thắt hầu bao, bục dạ dày, giảm chi tiêu cho sở thích cá nhân là giải pháp tình thế mà Hà đang lựa chọn. Mình thích ăn sườn xào chua ngọt nhất. Và hiện tại thì mình một tháng thì mình cũng chỉ dám ăn một lần hoặc là dừng không ăn nữa. Trước thì mình thường thì là 4-5 lần một tháng. Giá hồi trước thì thường là 10 đến 15 nghìn. Còn hiện tại thì nó lên đến 20 đến 25 nghìn. Sự đổi bộ của cơn bão giá đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều sinh viên. Đau đầu với việc học trên lớp, về nhà lại phải tính toán sao cho cân bằng các khoản chi tiêu. Cắt giảm chi tiêu, hạn chế đi lại đã trở thành phương án tối ưu để tiết kiệm của rất nhiều sinh viên. Giá xăng tăng cao lập đỉnh lịch sử lên hơn 31.000 đồng một lít, kéo theo đà tăng giá của mọi khoản chi phí sinh hoạt, hàng hóa thiết yếu, đang khiến cho đời sống của người dân áp lực bội phần. Việc cân nhắc giải pháp kìm hãm đà tăng của giá xăng nhằm ngăn chặn kịp thời những biến động tiêu cực của thị trường đến đời sống của người dân càng trở nên bức thiết hơn. Với giá hơn 31.000 đồng một lít, mức giá cao nhất từ trước đến nay đã tác động không nhỏ tới công việc của các tài xế xe công nghệ này. Giá cước vẫn vậy, bù trừ với giá xăng, lợi nhuận của các tài xế giảm 20-30%. Nhiều tài xế đang phải cố gắng cầm cự, bởi làm thì thu nhập thấp, mà nghỉ là thất nghiệp. Chạy thu nhập nó cũng không có nhiều, ngày chừng chắc bỏ tiền xăng ra rồi, chắc còn có 200-300 rồi. Chạy có 12 tiếng, xa gần hay rẻ gì nhiều khi cuốc 10 mấy ngàn, rồi từ chi phí còn 7-8 ngàn cũng chừng. Còn tại chợ truyền thống, cứ ngỡ hoạt động buôn bán sẽ sôi động trở lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Nhưng vì giá cả hàng hóa liên tục tăng cao, khiến người dân dè chừng trong chi tiêu, nên hoạt động vẫn chỉ ở mức cầm chừng. Rất là ảnh hưởng. Tại vì giá xăng tăng thì mà mặt hàng nào cũng tăng hết trơn á, nhu cầu của khách hàng đi chợ cũng phải giảm bớt, tại vì người ta làm là không có ra tiền, mà cái gì cũng tăng hết trơn á, nên là lượng mua của khách hàng rất là giảm nhiều. Các loại thuế chiếm khoảng 28% trong giá xăng dầu. Trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường và một số thuế khác. Trước những khó khăn của người dân, doanh nghiệp, mức giảm thuế bảo vệ môi trường 2.000 đồng một lít xăng từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Đây là giải pháp giúp giảm phần nào áp lực tăng giá nhiên liệu, cũng như giảm hiệu ứng dây chuyền đến các mặt hàng khác. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn ít ỏi, bởi trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và trong nước vẫn liên tục tăng cao. Cũng mong là ở trên các cấp các ngành của nhà nước nên để ý điều chỉnh giá xăng xuống để cho người dân đi lại nữa, rồi là để nó phù hợp với lại mức chi tiêu của nhiều người. Còn hai vấn đề khác mà chúng tôi quan tâm đó là cái thuế tiêu thụ đặc biệt và cái thuế VAT. Cái xăng dầu bây giờ không còn là một cái xa xỉ phẩm nữa, mà nó là cái sản phẩm thiết yếu từ những người nghèo nhất
cho đến các doanh nghiệp. Do đó, cái quan điểm của tôi là tôi đề nghị thay vì giữ cái thuế tiêu thụ đặc biệt là 10%, bây giờ chúng ta cắt đến chỉ còn 5%. Và tôi nghĩ rằng vừa qua thì cái thuế VAT giảm 2% cho nhiều ngành nghề, nhiều cái sản phẩm, thì tôi nghĩ là cái xăng dầu cũng phải nên áp dụng là giảm 2%. Thì cái đó là một trong những cái mà biện pháp thiết thực nhất. Giá xăng tăng, giá một bó rau, một phần cơm bình dân hay một chuyến xe ôm cũng bị tác động mạnh mẽ. Tăng giá đã trở thành một nỗi lo hàng ngày của những người lao động hơn bao giờ hết. Điều họ mong muốn là sự bình ổn giá đối với xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu.